sẽ đưa lên cho anh em xem một con chim đồng khoe nha anh em. Nó nói rất là mạnh rồi. Con này là nó ly là phải sánh như một con chim mồi nha anh em. Anh em vừa ấy, thì anh em cứ đi chơi liền và chờ bổi rớt vào là nó bét thôi. Dàn hậu con chim này thì dàn hậu con chim này thì anh em không phải suy nghĩ nữa, nó đồng khoe một hậu. Con chim này là nó là một con chim khống rất là mạnh nha anh em. Cửa cửa là nó đổ gù thôi, nghe tiếng là nó đổ gù thôi. Còn anh em chỉ đi lên tầng rừng nha, mà anh em ngưng lại á, mà cái bãi đó có bôi rừng nhiều á, là nghe gáy á, mình mang cái quay là nó thúc, nó che gù lại liền. Nó che, nói chung là nó cái cốt cách con chim này là nó ham rừng lắm nha anh em. Còn ở nhà cứ cây cắt cây, nghe đổ là nó đổ thôi, hoặc là thúc lên là nó đổ thôi. Con chim này nó dây gù lắm nha anh em. Thì anh em vừa anh em chơi cây chơi đất gì đó anh em cứ tập đó, thì cái nết con chim này thì mình bỏ dưới đất á, mình hạ thuộc hơi nắng á, thì ở trên mà chơi bao nhiêu là nó đấu lại bấy nhiêu nha anh em. Còn lồng lé thì thôi, lồng lé thì miễn ban rồi, mình đào tạo nó thì cũng để mọc hai cái lục xe rồi chứ không phải đơn giản đâu nha anh em. Thì cái nết nó anh em chỉ cần mà còn một cái nha anh em. Con chim này á nó hẹp rừng, nói chung là nó hẹp rừng rất là hẹp, rất là hẹp nha anh em. Nó gáy gọi vài tiếng là những con bội lần lòng á hay là gì đó không biết, nhưng mà làm thì làm cũng phải vào cây gì nó liền nha anh em. Rồi thấy lòng rè thì cái đó là nó lần lòng thì vậy thôi, nhưng mà cái nết nó rất là hẹp rừng. Còn con chim mà vào cây á đứng ngơ ngơ thôi, không cần che treo là nó làm chọc chọc rữ chàng gù là bình thường, không cần con chim ngồi là mái hay là chim con hay là không gù gì cỡ nha em, xây xây là gù thôi. Con này là rất là đẹp nha em, dài đóng cốt cách con chim này rất là siêu nha em, từng giống của nó rất là hay. Anh em vừa anh em chỉ cần dù anh em nào mà thấy mà có nghĩ á thì anh em cứ chốt quá, anh em chỉ cần mà anh em nhận vừa anh em sang lòng rồi quen nghề sâu rồi thôi, anh em cứ ca bãi là anh em đi thôi, ca bãi là anh em đi móc lên là chơi liền. Còn bồi rớt vào tàn thì mình đã thử rồi, chi chọi bao cho anh em, con ngồi con bồi ngồi bao nhiêu thì nó bao nhiêu thôi. Chỉ cần mà không như mà nói anh em alo mình là rốt nhạc thôi, con chim này mình sẽ hôi lại cho anh em không lo phải chuyện trục chặt hay là mất tiền đâu. Còn nó mới lên, nổi mạnh thì dễ kể thì mình đỡ cho anh em cũng sinh viên thôi. Anh em vừa anh em kèm chơi, dù anh em có những con chim mà làm biếng á, dù anh em cũng giao lơ quái rồi đó, ví dụ làm biếng hay là ở nhà chơi mạnh lơ rừng thì không chơi, nói chung dòng chim trứng á, thì hay là anh em có những con bối mà chưa đi chơi được á, thì anh em alo mình thì anh em lấy vơ thì anh em đi chơi. Nói chung rớt sao là giống thôi, thì chưa bắt chim. Còn khi con chim này bắt chim rồi thì thôi, một vấn đề của con chim này là được rước mạnh nha anh em, phóng gù hát. Quan trọng một cái mà chim vào tàn mà không chơi á, đứng ngơ ngơ thôi thì anh em cũng nghe nó, nghe hình như là nó gu là
là chính luôn nha anh em. Tấm anh đi mùa mưa mới nắng nắng hành hành được mấy ngày thôi. Hôm nay mình bảo mùa mưa thì cũng bóng bẫy anh em. Mình bảo mùa mưa thì mình chì cái nón ở trên này, lúc ra là khỏi ướt rồi ăn. Nhìn thấy không? Rất là dài nha. Quy đây thì nó con đang re lông chưa cả dê nè. Xem dòng quy nha nè, dòng quy rất là chặt nha nè. Rồi, anh em nào cứ nhìn nhận thì đúng cái tâm của anh em thì anh em cứ alo mình chốt cho anh em, rồi anh em cứ sang mà lập lé đó, em cứ ở ngôi rừng đó, rồi anh em coi cái nết của nó như mình nói hay không, về là bắt chim cho như thế nào cho anh em sẽ biết nha anh em. Cũng là rất là dè gu, cái gu là cái quan trọng nhất nha anh em, cái gu trong là cái gu quan trọng nhất. Rồi, chào anh em nha.